Dạ, và giúp cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Nhưng mà tắm cho mình yên cả nhà ơi. Nó đi bán gì, mình yên nó tin. Cho mình nó tin mình phân quá. Mà rất dễ dính mình nữa nhiều quá. Mình cứ tắm thôi cả nhà ơi. Nó mới vừa y xong á, nó cứ nằm y rồi mới làm được cái nón, nó chưa y để vô nó qua nó đập để đầu luôn á. Con sạch sẽ cho con nha, sạch cái đầu đây, mình giải cái ngực luôn cho. Cái này em sạch sẽ cho chú ơi, cô chú ơi, em vô đúng cho chú ơi, em dính phân tình trong đời của em đó. Cái này mà nó cho chú ơi, nó không nhiều lắm. Vừa bán về luôn nó nào ăn dính gì nữa trời ơi, hay nó tắm cho nó đi cái ăn cho nó ăn cho ăn hồi cho em ăn làm sao bây giờ dính còn lâm ăn ngon lành như vậy. Mệt quá cái vậy, mệt quá cái vậy, mệt quá cái vậy, mệt quá. Đây là mình lấy kim cho. Lấy kim khô sạch sẽ. Rồi, em ăn bên khô thôi. Sang bên đi rồi. Đấy vừa chứ dở rồi dở bình thường gạm chứ dở này chứ nhìn dở này chứ ơi. Dở như lắm luôn á, ăn rõ ăn vậy, bưng rồi ăn vậy, cứ ăn với cho ôm tay dở. Đây thì mày nắm đây. Nắm đây mà lau khô sai cái miếng nữa con. Sao? Sao mày nhìn hết vậy? Hả? Phải không? Mà nó phá này cái nhà. Ở nhà quét dọn cả là nó xé ba cái giấy chậu nó của nó là nó chày bành hết. Phá lắm luôn. Cả nhà,
Cù lì này không có cái ghét với cù tèo à. Tèo, cù tèo. À, à, nó đẹp trai trời ơi. Ở nhà thấy nó đẹp trai không? Đẹp trai lắm luôn á. Ai ăn thừa ăn dư vậy tèo nó ghét thấy. Tèo không chìm cái gì vậy đó. Đứa nào ăn không ăn tao xử. Ở nhà coi chuẩn bị mùi nó ghẹo ly nè, thích ghẹo ly dữ lắm, trúng ly nữa, mà cứ hài miếng à. Mùi nó phải ghẹo, nó phải ghẹo ly, môi mắt môi mũi môi miệng, bà kia bà cứ thì à, tối ngày á, ngày nào cũng vậy, sáng tới tối mũi thì nó thích ghẹo, nó ghẹo để ý nó ghẹo xong là nó vào nó đi gãy đầu gãy tay. Đưa bụng cho ai, đưa bụng cho chị Hanh coi. Nhưng mà con trai chị Hanh coi kìa, hiền lắm luôn á chị Hanh ơi. Nó nằm một cái là nó hết cái gỗ luôn á, nó nằm hình thế nào mà hết gỗ quá ngọc lâu à. Ăn uống vẫn khỏe mạnh bình thường không sao hết á, mặt có nọng luôn rồi anh vẫn. Tắm rửa rồi, mẹ Dung tắm rửa sạch sẽ rồi, giờ mát mẻ rồi, giờ là ăn cơm tối nha cả nhà ơi, ăn cơm tối. Dung đi bán buổi tối về ăn cơm tối đó. Ăn đi nó liếm. Dung giữ cho con ăn ha. Dung mới tắm rửa rồi, trưa sạch sẽ rồi cô chú. Mấy đứa kia ăn xong hết chưa? Xong chưa con? Rồi mình cũng xin khép cái video clip tại đây cả nhà ơi. Bye bye cả nhà.